Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Trái tim cho em ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn câu chuyện về hành trình mổ tim của cháu Đỗ Trung Thu ở Đông Triều, Quảng Ninh. Năm nay lên 9 tuổi, cháu Thu đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật nhưng vẫn chưa đến hồi kết. Và theo phác đồ điều trị thì cháu Thu sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật thứ 4 với chi phí khoảng 60 triệu đồng. Ở 3 lần trước, mặc dù có sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em, nhưng gia đình cháu Thu vẫn gặp vô vàn những khó khăn về việc lo chi phí ăn ở, đi lại khi mà con mình điều trị. Và lần phẫu thuật thứ 4 này sẽ đem đến cho cháu cơ hội có một cuộc sống khỏe mạnh, được trở về với gia đình, với người thân. Và ngôi sao may mắn nào sẽ đến với cháu trong lần này? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bến xe để đón gia đình cháu Đỗ Trung Thu lên thực hiện ca phẫu thuật tim lần này. Và trong lần cuối cùng thì cháu cũng gia đình sẽ được tài trợ hoàn toàn chi phí. Và đây thực sự là một niềm bất ngờ cũng như niềm vui rất lớn đối với gia đình của cháu. Khi mà cái lúc mà có một người gọi điện thoại cho anh và nói rằng là lần này con anh sẽ được tài trợ 100% chi phí phẫu thuật, thì ngay lúc đó anh cảm thấy thế nào? Có bất ngờ không? Có vui không? Có bất ngờ, chính là tôi cũng không thể tin được lại có một cái cuộc điện thoại này như thế. Bởi vì nhà lúc này cũng như là người chết đuối với bể cọc. Đúng là nói như thế. Rất là may mắn cháu được mổ, vậy cũng là cái chút bao nhiêu cái khó khăn trong gia đình đấy. Vậy thì ngay lúc này đây, trong ca mổ cuối cùng của cháu Thu, thì anh mong muốn điều gì nhất? Mong muốn thì là cháu mổ lần này xong là khỏe mạnh, để cháu về đi học đi hành những vui đùa với như là các bạn của cháu. Theo bước con trên mọi nẻo đường gần chục năm trời, gõ cửa từng bệnh viện, những mong con được chữa khỏi bệnh. Giờ đây anh Thái đang làm tất cả để cháu Trung Thu có một trái tim khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Nhưng với gia cảnh nghèo khó đã ngăn cản anh thực hiện ước mơ rất đỗi bình thường ấy. Bản thân anh bị liệt một chân từ nhỏ, không thể làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Ngoài công việc cắt tóc để kiếm tiền nuôi gia đình, cuộc sống của cả nhà chỉ dựa vào mấy sào ruộng do một mình vợ cấy cày. Có lẽ nếu không nhờ những may mắn, thì giờ đây hai vợ chồng đã phải nhìn đứa con ôm dị tật trên người đến cuối cuộc đời. Cháu bị một cái bệnh khá là nặng, pha lo 4 thể nặng. Bản thân tôi thì làm trong cái lĩnh vực tim bẩm sinh, phần lớn là các cháu nghèo đi chữa bệnh. Thực ra gia đình bệnh nhân gần như là không đủ khả năng có được cái sự hỗ trợ của xã hội, của cộng đồng như này thì mới thực hiện được những cái gì mà các cháu đáng lẽ ra được hưởng. Vậy là sau bao khó khăn và vất vả, cuộc hành trình giành lại sức khỏe và sự sống dành cho cháu Đỗ Trung Thu của cả gia đình đang đi đến hồi kết. Một cái kết có hậu dành cho cậu bé tuy có trái tim không lành lặn nhưng đầy dũng cảm. Nhìn vào ánh mắt ấy không thấy bất cứ sự sợ sệt bệnh tật hay bi quan vào cuộc sống, mà ngược lại luôn tràn đầy sự hồn nhiên và ước mơ của một đứa trẻ. Khi mà sắp sửa được mổ tim ấy thì cái điều con mong muốn nhất là gì? Được khỏe mạnh. Được khỏe mạnh gì nữa? Được chơi với các bạn. Có lẽ rằng ước mơ khỏi bệnh là điều mà tất cả những em nhỏ mắc phải bệnh tim bẩm sinh đều mong muốn. Và với sự nỗ lực của gia đình cũng như cùng với may mắn thì bé Đỗ Trung Thu đã có một cơ hội để có thể có một trái tim mạnh khỏe vĩnh viễn, để bé có thể trở lại với cuộc sống bình thường, được vui đùa, được học tập như bao bạn bè đồng trang lứa. Và không chỉ riêng trường hợp của bé Thu mà tất cả những bé nào mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn thì hãy liên hệ với chúng tôi, chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội để được tất cả các nhà hảo tâm chung tay giúp sức. Trong tuần qua, chương trình Trái tim cho em đã nhận được rất nhiều hồ sơ các em có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim bẩm sinh xin được trợ giúp. Cháu Nguyễn Tấn Dũng, 8 tháng tuổi, thường trú thôn Tiên Lữ, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, bị hẹp van nặng động mạch phổi, phải mổ kịp thời để giúp cháu tìm lại sự sống.
gia đình làm nghề nông, không có điều kiện chữa trị, chi phí thực hiện ca phẫu thuật là 30 triệu đồng. Cháu Đinh Thị Thảo, 4 tuổi, trú tại tiểu khu Bó Len, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La. Được chẩn đoán phao lốt 4, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định nên gia đình không có điều kiện chữa trị cho cháu. Dự kiến chi phí phẫu thuật là 63 triệu đồng.